Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức cho ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu trong phần tin tổng hợp ngày hôm nay là bản tin cho biết biến đổi khí hậu khiến cho một cái hồ rộng 5 cây số vuông ở Iraq trở thành một cái ao nhỏ, từng là một vùng đất ngập nước, đa dạng sinh học và thu hút du lịch. Ngày nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, hồ nước mặn Sawa gần thành phố Samawa phía tây của Iraq bị thu hẹp trở thành một cái ao nhỏ như quý vị đang thấy trên màn ảnh nhỏ. Theo hãng thông tấn AFP, tấm biển cấm đánh cá ở rìa sa mạc phía tây Iraq là một trong những bằng chứng ít ỏi còn lại cho thấy nơi này từng là hồ Sawa. Hoạt động của con người và biến đổi khí hậu đã biến hồ Sawa thành một vùng đất hoang, cằn cỗi với những đụt muối. Những năm 1990 là thời kỳ hoàng kim đối với các khách sạn và các điểm du lịch xung quanh hồ Sawa, thu hút nhiều cặp vợ chồng mới cưới và các gia đình đến hồ để bơi và cắm trại. Tuy nhiên, hiện nay thì hồ Sawa đã gần như là bị khô cạn. Ông Yusef Jabba, người đứng đầu Sở Môi trường tỉnh Mutana, cho biết hồ rộng 5 km² này đã bắt đầu khô cạn kể từ năm 2014. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và nhiệt độ gia tăng. Bên cạnh đó, trong tuần trước, chính phủ của Iraq cho biết có hơn 1.000 cái giếng đào bất hợp pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở trong khu vực. Các nhà máy xi măng và muối cũng đã rút một lượng nước đáng kể từ các mạch nước ngầm cung cấp nước cho hồ Sawa. Sang qua bản tin khoa học cho biết là công ty Rocket Lab đã dùng trực thăng để tóm hỏa tiễn giữa không trung. Công ty hàng không vũ trụ mang tên Rocket Lab đã phóng thành công 34 vệ tinh lên quỹ đạo bằng hỏa tiễn 2 tầng Electron từ bãi phóng ở New Zealand. Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, thì tầng hỏa tiễn này dần dần hạ thấp độ cao phía trên Thái Bình Dương với sự hỗ trợ của dù. Trực thăng Tsiolkovsky S-92 bay tới gần nó và dùng móc để tóm lấy dây dù. Tầng hỏa tiễn đáp xuống biển một cách an toàn, được tàu thủy trục vớt và mang về đất liền để kiểm tra và phân tích. Hành động tóm hỏa tiễn ngoạn mục này là một phần trong nỗ lực của Rocket Lab nhằm tái sử dụng tầng thứ nhất của hỏa tiễn Electron và qua đó sẽ giảm chi phí và tăng tần suất phóng. Hiện nay thì mọi người đã quen thuộc với các hỏa tiễn tái sử dụng của công ty SpaceX. Công ty này nhiều lần cho tầng thứ nhất của hỏa tiễn Falcon 9 hoặc là hỏa tiễn Falcon Heavy hạ cánh rồi sử dụng trở lại vào những vụ phóng khác. Trong tương lai thì hỏa tiễn Electron đang phát triển ra một hỏa tiễn lớn hơn mang tên Neutron, dự kiến bay lần đầu vào năm 2024. Neutron được thiết kế để tái sử dụng một phần. Công ty Rocket Lab cho hay tầng đầu tiên của nó sẽ hạ cánh bằng lực đẩy giống như là hỏa tiễn Falcon 9 của công ty SpaceX. Tiếp nối phần tin khoa học là bản tin cho biết là một enzyme phân hủy rác thải nhựa chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Texas của Hoa Kỳ đã phát triển ra một loại enzyme phân hủy nhựa PET một cách hiệu quả ở nhiệt độ từ 30 đến 50 độ C và nhiều mức pH khác nhau. Phương pháp dùng các enzyme để phân hủy rác thải nhựa đang gặt hái nhiều đột phá và cho thấy chúng có hiệu suất ngày càng cao, thậm chí là có thể biến vật liệu thành những phân tử đơn giản. Nghiên cứu này xuất bản trên tạp chí Nature
đánh dấu một bước tiến nữa khi nhóm chuyên gia tại trường đại học Texas sử dụng công nghệ học máy để tạo ra một loại enzyme với khả năng phân hủy một số dạng nhựa chỉ trong vòng 24 giờ và có độ ổn định cao phù hợp để áp dụng trên một quy mô lớn. Giới khoa học đã khám phá tiềm năng của các enzyme trong việc hỗ trợ tái chế nhựa suốt hơn một thập niên và có một số tiến bộ đáng kể diễn ra trong khoảng 6 năm trở lại đây. Enzyme mới tỏ ra vượt trội trong việc phân hủy nhựa PET ở nhiệt độ từ 30 đến 50 độ C và ở nhiều mức pH khác nhau. Nó có thể phân hủy gần như hoàn toàn 51 sản phẩm PET khác nhau chưa qua xử lý trong thời gian 1 tuần. Trong một số thí nghiệm, nó thậm chí chỉ cần 24 giờ để phân hủy nhựa. Nhóm nhà khoa học cũng đã kiểm chứng một quy trình tái chế PET khép kín, trong đó fastidase phân hủy nhựa, sau đó cho phép thu hồi các monomer để tái tạo vật liệu về mặt hóa học. Công nghệ mới có khả năng nhanh chóng phân hủy rác thải nhựa ở nhiệt độ thấp. Do đó, nhóm nghiên cứu tin rằng họ đã tìm ra một giải pháp di động, giá cả phải chăng và có thể áp dụng trên một quy mô công nghiệp. Họ đã nộp bằng sáng chế cho công nghệ mới và hy vọng nó sẽ được sử dụng tại các bãi rác và các khu vực ô nhiễm. Sau phần tin giải trí, bản tin cho biết cựu danh thủ David Beckham đón sinh nhật tuổi 47. Cựu danh thủ người Anh đã đón mừng sinh nhật đáng nhớ ở tuổi 47. Anh đã hát và nhảy cùng với con trai út trong một bữa tiệc diễn ra vào tối ngày 24 tháng 5 vừa qua. Theo thông tin trên tờ Daily Mail, Victoria Beckham và các con đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 47 cho David Beckham. Trong ngày đặc biệt, cựu danh thủ người Anh đã uống rượu cốc tai, nhảy cùng với con trai Cruz. Con trai út thể hiện ca khúc Rock With You của Michael Jackson để chúc mừng sinh nhật của cha. Trên trang cá nhân, Victoria Beckham đã đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và chia sẻ rằng thời gian dành cho gia đình là tất cả. Chúc mừng sinh nhật anh, em và các con yêu anh rất nhiều. Ngoài ra thì vợ của David Beckham cũng đã chia sẻ hình ảnh vợ chồng cô tận hưởng một chuyến đi lãng mạn tại bãi biển ở Bahamas để chúc mừng sinh nhật của chồng. Brooklyn là con trai cả của David và Victoria, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cha trên trang cá nhân. Romeo và Cruz cũng đã gửi thông điệp chúc mừng tuổi mới của ông bố nổi tiếng bằng một loạt ảnh trong chuyến đi chơi trên du thuyền. Trước đó, vào ngày 18 tháng 4, David Beckham và các con tổ chức tiệc mừng sinh nhật 48 tuổi cho vợ của David, đó là Victoria Beckham, ở nhà hàng sushi thuộc khu vực Miami, Florida, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong đêm tiệc. Victoria viết rằng sinh nhật đặc biệt được tổ chức bởi gia đình và những người bạn thân yêu của tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cuối cùng trong chương trình tin tức là bản tin cho biết là phiên tòa xử giữa Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard được 330 triệu người theo dõi. Số lượng người theo dõi trực tiếp vụ kiện giữa nam tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard đang tăng theo cấp số nhân ngay sau khi nam diễn viên mô tả cảnh bị vợ bạo hành tại tòa án. Law and Crime Network đang là nguồn truy cập và cập nhật nhanh và đáng tin cậy nhất về phiên tòa này. Số lượng người xem của vụ kiện của hai ngôi sao nổi tiếng những ngày qua đã đạt con số kỷ lục với tổng lượt xem là 330 triệu lượt. Bà Rachel Stockman, chủ tịch của Law and Crime cho biết, với những phiên tòa cao cấp, lượng khán giả trung thành lẫn người theo dõi mới tăng theo cấp số nhân. Mọi người biết và tiếp cận với Law and Crime Network để cập nhật thông tin mới và toàn diện nhất về vụ kiện của Depp và Heard. Ngoài Hoa Kỳ thì mạng lưới cũng đang thu hút một lượng lớn người xem từ Anh Quốc và Canada. Lượng người truy cập trang mạng tăng mạnh sau khi họ tung ra một podcast Cyber cùng chuyên cung cấp các lời khai, các góc khuất của vụ án. Các buổi livestream được thực hiện bởi các phóng viên của Law and Crime. Họ trực tiếp dự phiên tòa tại tòa án ở Fairfax, Virginia, ghi hình video để gửi đến người xem. MC kim luật sư Jesse Weber và phóng viên của tòa án lâu năm Antoinette Levy chia nhỏ quá trình xét xử mỗi ngày thành các tập dài 15 phút. Điều đó đã giúp cho khán giả và các chuyên gia pháp lý dễ dàng theo dõi vụ kiện. Theo đài CBS, phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard gay cấn hơn là một trận đấu vật.
Ông Jaime Bronstein, chuyên gia trị liệu và người dẫn chương trình Love Talk Live, cho biết là Johnny Depp công khai phiên tòa kiện vợ hoàn toàn là có lý do, trong đó có việc anh mong muốn hào quang trở lại. Chuyên gia còn cho rằng Johnny Depp muốn công khai vụ kiện để bảo đảm cho công chúng nhìn thấy được mọi khía cạnh của sự việc. Johnny Depp muốn mọi người biết anh là một người tốt, dù chưa hoàn hảo. Depp không phải là một con thú như những gì mà Amber Heard mô tả trong phiên tòa. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Trọng Thắng xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Chúc quý vị một ngày thật bình yên và hạnh phúc.